vụ truy tố Nguyễn Duy Linh tội nhận hối lộ, khối tài sản khủng của thầy Phong Thủy. Như báo chí đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 về tội đưa hối lộ và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an về tội nhận hối lộ. Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Hồ Hữu Hòa, chủ tại huyện Quỳnh Lưu Nghệ An về tội môi giới hối lộ. Theo cáo trạng, bị can Hồ Hữu Hòa là người hành nghề phong thủy và bị can Phan Văn Anh Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010. Thông qua cán bộ công tác tại Tổng cục Nam, Hồ Hữu Hòa quen biết với bị can Nguyễn Duy Linh. Sau đó Hồ Hữu Hòa nhiều lần đến nhà riêng của Nguyễn Duy Linh tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để tư vấn phong thủy gia đình. Cáo trạng xác định, năm 2017, do lo sợ bị xử lý về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý môi giới, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nam Bộ Công an để nhờ Linh giúp đỡ. Khi biết thông tin Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ Nhôm bỏ trốn. Nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore nhưng đã bị bắt và di lý về Việt Nam sau đó. Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã tạm giữ của Phan Văn Anh Vũ 29.306 đô la Singapore, một máy tính sách tay Apple MacBook một hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu, hai chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu. Cùng với đó, tạm giữ của bị can Hồ Hữu Hòa gần 4,3 tỷ đồng, 785.536 USD, 1,1 triệu Yên Nhật Bản, 7.671 đô la Singapore, 18.290 euro, 48 nhẫn vàng, 8 miếng vàng, 24 tờ tiền ngoại tệ các loại, một vật trang trí làm bằng ngà voi, một thùng xốp, một thùng nhựa, một hộ chiếu số B386-5555. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng, 6 iPad, 20 điện thoại di động, 10 USB, 2 con dấu, 3 tập tài liệu và một phong bì đã bóc. Tạm giữ của Nguyễn Duy Linh 5700 USD, một điện thoại di động màu trắng đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen, một điện thoại di động Vertu màu đen bạc, một đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe, dây đeo bằng da màu vàng và một ví da màu đen.